Em Lisa An xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là ngày 15 tháng 1, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi ấy. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa ở bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ đúng đầu mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984282911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em anh chị nhá. Hoặc là anh chị nào mà không nhớ mã anh chị nhớ là chụp lại cái màn hình ấy, anh chị gửi qua Zalo cho em cũng được nhá. Thì em sẽ đưa đúng chuẩn mật bông và chuẩn cây cho anh chị nhá. Đấy, em Linh San ở Bắc Giang và gửi hàng đi toàn quốc. Em gửi đi từ 2 chậu nha anh chị nhá. Anh chị nhà mình cố gắng chọn đủ đơn để em đi đơn nhá. Em xin cảm ơn ạ. Thì đầu tiên anh chị này, em sẽ đi vào một trong những cái mật bông hoa màu hồng, đó là cái cây hồng kim cương. Cái cây này thì cây rất là đẹp, hoa rất là bự. Hoa em gắn ở bên trán hình đấy. Đấy là video hoa nở nha anh chị nhá. Hồng kim cương này hoa to lắm và rất là thơm, bền bông. Cây em chia là cây tách chiết là đều là cây trưởng thành anh chị nhá. Đây, cây rất là đẹp như thế này, hoặc là to hơn anh chị nhá. Đó, cây thuần vườn rất là khỏe. Anh chị lên mã này cho em là mã L71. Em chia sẻ với giá chỉ có 130.000 một chậu như thế này thôi. Đấy, cây rất là đẹp nha. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn đấy chị nhá. Anh chị lấy từ 3 mã nhé. 3 chậu là em đi sàn vẫn hỗ trợ ship. Đấy, em gửi hàng đi toàn quốc anh chị nhá. Đấy, rồi tiếp theo anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa nữa. Mà cái cây này nó rất là đẹp anh chị nhá. Đó là cái cây NP Gold. Đấy, NP Gold thì size cây nó chỉ như thế này thôi. Nó không có cao to hơn như là cái cây hồng kim cương đâu anh chị nhá. Đấy, mỗi một cái dòng hoa nó sẽ có một cái dáng lá khác nhau nhá. Thân dáng lá khác nhau. Đấy, lên cho em cái cây này NP Gold mã B2 nhá. Này, mã B2 chia sẻ cho anh chị với giá cũng là 130.000 một chậu này. Cây này thì hoa đẹp lắm nha anh chị ơi. Và tiếp theo anh chị ơi, sẽ đi qua cho em một cái dòng hoa nữa, đó là cây cây hoa đỏ ngọc trai nha chị nhá. Cây này hôm nay nở ngày thứ hai, nó sẽ còn lên màu đỏ đậm nữa nha anh chị nhá. Ôi hoa thơm lắm anh chị ạ. Cây này thì dễ hoa lắm nha anh chị nhá. Đây. Đấy. Thơm, đẹp anh chị này, hai con mắt màu vàng nha anh chị nhá. Cây này anh chị chăm lực đi. Hoa đi rất là nhiều hướng và một nói chung là một chậu nó sẽ đi 4-5 hướng hoa anh chị nhá. Cây này lớn nhanh, đẻ khỏe, xiên hoa và cái size cây em chia này. Cái cây này là cây trưởng thành rồi anh chị nhá, nhiều cây đã tàn bông rồi. Đây. Cây rất là đẹp như thế này. Đây, đi nhiều hướng như này. Trường cây rất là đẹp nha anh chị nhá. Đó, lên cho em cây đỏ ngọc trai này mã L67 nhá. Đấy, đẹp chưa anh chị này. Đấy, L67 với giá là 130.000 một chậu nha anh chị nhá. Hoa đây. Cái cây này mới nở ngày thứ hai anh chị ơi. Đấy, càng gặp nắng thì hoa lên màu đỏ càng đậm và rất là thơm nhá. Đỏ ngọc trai L67 đấy. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Rồi, tiếp đến đây anh chị này. Qua cho em một cái tông hoa nữa. Đó là cái cây lông heo xưa nhá. Cái cây này đúng gọi là kỳ hoa dị thảo thì đúng hơn anh chị ạ. Cái cây này mặt hoa nó rất là đặc biệt nha anh chị nhá. Anh chị nào chưa có thì anh chị đừng nên bỏ qua cái cây này nha. Hoa thơm lắm. Lúc nào em ví nó như bình nước hoa ấy anh chị ạ. Thơm cả ngày lẫn đêm luôn. Đây gọi là lông heo xưa. Đó nhá. Anh chị lên cho em mã này là mã L98 với giá là 160.000 một chậu. Em chia tương đương như này nhá. Nhiều cây nó đã tàn bông rồi chị này. Dòng này hoa dễ bông lắm. Riêng lông heo xưa dễ bông. Đây, lên tiếp cho em một mặt bông hoa nữa, cũng là hoa xanh của lông heo này. Đấy, cũng là lông heo xanh, như cái này là mặt đài nhé. Cây nó rất là cao, nó rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, lên cho em lông heo mặt đài này mã L68 nha anh chị nhá. Hoa to chà bá luôn. Đấy, riêng cái dòng này lớn nhanh, đẻ khỏe, siêng hoa. Đấy, cây em chia đây, cây tách chiết nha chị nhá. Đẹp chưa, cái cây này cũng nhiều cây đang ra lá mèo lắm. L68 lên cho em với giá là 170.000 một chậu nhá. Đấy, cây size cây em chia tương đương như thế này hoặc cao to hơn anh chị. Đấy, rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa vàng lưỡi đỏ nhá. Cái cây này là cái cây Zinc Lux Mai. Đấy chị nhá, anh chị nào chưa có thì sưu tầm. Cái này thì dễ hoa. Đấy, thân thì rất là lùn. Đấy, lá mít anh chị nhá. Dễ hoa cực kỳ luôn và hoa rất là thơm. Đấy, mặt hoa em gắn ở bên trái màn hình. Cái cây này ấy, càng gặp nắng nó sẽ lên một cái tông màu vàng cam anh chị ạ. Thơm lắm mà khuôn hoa đẹp nhá. Đây cũng gọi là một trong những cái mặt bông hoa cũng khá mới đấy anh chị nhá. Lên cho em nhá. Mã này là mã L91 với giá cũng 130.000 một chậu. Chậu rất nhiều thân đấy chị nhá. Dễ bông lắm. Đây này, ở bên dưới nó đang lên lá mèo nó. Cái cây này cứ ra lá mèo nó đậu bông thôi. Đấy, L91 đấy chị nhá. Anh chị ơi, bỏ ra 2-3 giây like bài lên giúp em anh chị nhá. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì tặng em Lisa một nút đăng ký kênh nhá. Để mỗi khi mà em đăng video lên hoặc là em phát livestream lên thì sẽ có thông báo về máy cho mình anh chị nhá. Đấy, rồi tiếp theo này anh chị này. Ui, cái cây đỏ ngọc trai này quá xinh luôn, em móc đây anh chị nhìn mình cùng ngắm nhá. Đấy. Tiếp đến đây anh chị này, lên cho em một cái tông hoa màu trắng tinh khôi nhá chị nhá. Cái dòng này thì em còn một ít nữa thôi. Cái cây này mà khi mà mới về vườn nhà em ấy, trời ơi nó xấu anh chị ạ. Đây là em tuần lên được thêm mấy lá nữa rồi. Đấy, cây gọi là cây trắng bạch tuyết nha chị nhá. Đây, cây trắng bạch tuyết thì lá nó dày lắm, lá nó rất là to và bông hoa cũng khá là đẹp. Hôm nay em còn mấy chậu nữa, anh chị nào chưa có giống lên cho em mã này L4 nhá. L4 với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, mỗi lần em bán 120 đấy, còn mấy chậu nữa anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá.
Rồi lên tiếp cho em một cái mặt hoa này nữa này. Cái cây này cây thung nôi nhá chị nhá. Cái cây này thì hoa đẹp lắm. Đầu tiên em sẽ mời chị nhà mình cùng ngắm mặt bông trước nhá. Lá thì hôm nay có cái cây nó đang hé bông ngày đầu tiên này. Xinh quá anh chị ạ. Từ cái cánh nhá đến cái họng này. Đấy. Cái cây này là mã L92 nhá chị nhá. Mã L92 em chia sẻ cho anh chị rất là nhiều rồi đấy. Đấy thì đây này là cái size cây mà em chia sẻ nhá. Cây này thì bông hoa chủ, rất là dễ hoa và hoa siêu bự. Đấy, rất là xinh luôn đấy chị nhá. Đấy. Anh chị lên cho em mã này là mã L92 với giá chỉ có 120.000 một chậu như thế này thôi nhá. Và anh chị ơi em cũng phải dặn anh chị luôn này, cái cây này nhá, cái cây cát này này. Nó nở ấy, nó cũng sẽ biến thiên tầm khoảng 10 đến 20% cái mặt hoa nhá chị nhá. Nó biến thiên ở cái con mắt này anh chị này. Đấy, khuôn hoa thì vẫn y như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn biến thiên ở con mắt một xíu nhá. Đấy, em phải dặn anh chị vậy nhá. Và tiếp theo đây anh chị này, sẽ lên cho em một cái tông hoa màu xanh tuyền. Đấy, như cái video em gắn đấy. Anh chị nào mà muốn lên chậu to thì chị lấy 2-3 chậu một nhá. Còn cái size cây đây là cây trưởng thành rồi, nhưng nó sẽ không có nhiều thân đâu. Và cái cây này nó cũng không có đại trà nhiều đâu chị nhá. Hoa thì thơm, cái cây này hoa thơm lắm luôn anh chị nhá. Đấy, thân nó rất là cao luôn. Đó nhá. Cây này mà cứ lên độ tầm khoảng độ 2-3 chậu một đấy, là mà mỗi lần nó ra hoa ấy, đấy nó sẽ rực rỡ như cái video em gắn ở bên trái mình đấy. Đấy, cây này nhá. Lên cho em mã này là mã B. Chia sẻ cho anh chị với giá là 101 một chậu nhá. Đấy, cây quá là đẹp luôn, cây rất là tơ luôn anh chị nhá. Đấy, bước vào size cây là cây trưởng thành hết rồi và cây rất là khỏe luôn đấy. Và anh chị ơi, qua tiếp đây cho em một cái mặt hoa nữa mà em giới thiệu tới anh chị, đó là cái cây hắc tùng sổ nha anh chị nhá. Đây, size cây em chia như này, cây này là cây trưởng thành rồi, nhiều cây đang lên lá mèo anh chị nhá. Hắc tùng sổ nghĩa là sao? Nghĩa là trong 100 cây hắc tùng sẽ sổ ra 5 cây chớp. Đấy, nên là mình hên xui trong 5% thôi, không ai biết được cái cây nào là cây chớp nha chị nhá. Nếu mà biết rồi được chọn được rồi nhá. Đấy, về mình sổ nhá. Cây rất là đẹp như thế này, lên cho em mã này là mã L3 với giá là 120.000 một chậu nhá anh chị nhá. Cây này là cây trưởng thành rồi, anh chị về chăm ít ngày nữa là có hoa thôi. Và tiếp theo đây anh chị này sẽ lên cho em một cái tông hoa trắng. Đấy, họng đỏ, viền hồng, cái cây này rất là đẹp nha anh chị nhá. Cái cây này hôm nay em sẽ chia sẻ hai size. Đấy, anh chị nhìn này. Cái cây này đều là cây trưởng thành sẵn sàng cho ra bông rồi. Nhưng cái cây này là cây em làm hoa nó to chà bá nha chị nhá. To chà bá như thế này. Và cái cây mọi hôm em vẫn hay chia sẻ với anh chị này. Đấy, cây này sẵn sàng cho ra hoa rồi. Đấy, nhưng mà cái cây này sẽ nuôi lâu năm hơn nhá. Cái chậu nó rất là to, to gần gọi như gần gấp đôi ạ. Anh chị lên cho em mã L69. Đấy, sẽ có một size 130 này và một cái size này là 150 nhá. Anh chị nhà mình lựa chọn nhá. Riêng cái thằng này thì dễ hoa lắm, mà hoa rất là thơm, bông rất là bự nhá. Đấy, em có gắn video ở bên trái đấy. Cây này thì hoa đẹp lắm. Anh chị này sẽ lên cho em một cái tông hoa này là hoa vàng lưỡi đỏ. Thì đầu tiên em sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm mặt hoa trước nhá. Cái khuôn hoa này. Đây là cây cắt nở bói mà hoa rất là bự, cánh hoa rất là dày, khuôn bông rất là đẹp anh chị này. Đấy. Đây em mời anh chị nhà mình ngắm một cái trong những cái mặt bông hoa vàng lưỡi đỏ. Khuôn rất đẹp nha, hoa rất là thơm này. Đây, thì đây là cái size cây mà em chia anh chị này. Cái size cây như thế này là cây trưởng thành rồi, nhiều cây đã tàn bông rồi anh chị nhá. Đấy, cây rất là tơ, rất là đẹp như thế này. Đang lên mầm mới rất là nhiều luôn. Dễ chằng chịt luôn, toàn dễ xanh thôi nhá. Lên cho em mã này là mã L81 với giá là 130.000 một chậu anh chị nhá. Hoa thơm, khuôn hoa rất là tròn luôn. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Và em sẽ qua tiếp một cái mã nữa mà cây cũng khá là đẹp anh chị ạ. Mấy hôm nay mưa, mất gần tuần mưa nên cái cây nó rất là đẹp anh chị này. Đấy, rất là đẹp nha anh chị nha. Những anh chị mà có đơn hàng hôm trước thì là bắt đầu từ hôm nay em bắt đầu gửi đơn gửi anh chị nhá. Đấy, nên là mình không nóng vội nhá. Cái cây nó cứ khô đi gửi sao đã đảm bảo. Hôm nay nắng lên rồi, thời tiết lại đẹp rồi. Lên cho em cái mã này là cái cây hoa trắng nhá anh chị nhá. Cái cây hoa trắng, họng đỏ nhá chị nhá. Cái cây này rất là đẹp luôn đấy. Cái cây này nó không có đại trà đâu và nó không có nhiều thân nhá chị nhá. Nó chỉ tương đầy lá thôi, nhưng nó không đại trà nên là nó không có chậu to. Anh chị nào mà yêu cái mặt bông hoa này thì anh chị lên cho em mã này nhá. Là mã L99 anh chị ạ. Mã L99 với giá chỉ có 100.000 một chậu như thế này thôi nhá. Nếu mà mình muốn lên chậu to thì mình lấy 3 chậu cho em gộp vào một nhá. Đấy, rất đẹp luôn, em Linh San chia sẻ chỉ có 100.000 thôi mã L99 nhá. Hoa thơm lắm. À, qua tiếp đây anh chị này. Cái cây này là cái cây vàng bướm anh chị ạ. Cái cây vàng bướm size cây em chia như này. Cây này thì hoa to chà bá anh chị nhá. Phải nhấn mạnh là hoa to chà bá và rất là dễ hoa. Đây, cái cây này thì nó đã tàn bông rồi anh chị này. Đấy, size cây vàng bướm này nhá. Lên cho em mã này là mã L44. Đấy, với giá là 130.000 một chậu như thế này nhá. Lâu lâu em lên chia sẻ cái cây này đấy. Cây thuần vườn, cây khỏe, đẹp lắm. Ngoài ra thì em có rất là nhiều mặt bông hoa khác nữa anh chị nhá. Anh chị có thể ghé kênh của em tham khảo một số mặt bông hoa. Đấy, mà mình ưng mặt bông hoa nào thì mình nhớ đúng mã nhá. Nhớ đúng mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911 anh chị nhá. Rồi còn bây giờ là em xin dừng video tại đây ạ. Anh chị ơi đừng quên tặng em một nút like video nha. Em xin cảm ơn ạ.